Rồi, hello, chào nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ nha. Sáng hôm nay bà xã mình có nấu cái món hủ tiếu xương. Đây, cái món hủ tiếu xương lâu quá. Nhân dịp các con ở thành phố Hồ Chí Minh về coi như cách đây mười mấy ngày rồi, cách ly 14 ngày rồi, bây giờ mới về hôm qua thì mẹ nó mua hủ tiếu, mua xương về hầm. Bây giờ sáng nay là mẹ các cháu nó cho Quang Đậu ăn hủ tiếu xương luôn. Thôi, nhân dịp đây là mời nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ ăn hủ tiếu xương với mình nha. Rồi, ăn. Nóng quá, ngon quá trời luôn. Khi nào lên quán của anh ở Pleiku Công Tâm anh cho tôi ăn cái món này, tôi rất là quý. Nói chung là bữa giờ là khóc Phi Nhung tôi rất tội. Khóc Phi Nhung năm châu bốn bể, coi như khóc hết nước mắt luôn. Anh không phải làm một cái bài thơ là viết về đứa em Phi Nhung lên bảng thượng rồi hát cũng có, nhưng mà nếu mà có dịp, nếu mà Phi Nhung mà không qua đời thì tôi cũng đề nghị là công ty biểu diễn là cho Phi Nhung lên Lê Kỳ Công Tâm, là hội văn nghệ của anh là biểu diễn đêm. Ngon quá. Nói chung là bà xã tôi bà giấu nghề, bữa nay bà mới xuất thần, bà nấu cái hủ tiếu xương này rất ngon. Nhưng mà không biết là có cái bàn tay của con gái tôi không biết. Con gái tôi thì nó cũng giỏi cái món nấu ăn lắm. Thôi mà nhân tiện là mời anh ăn hủ tiếu xương trên video từ clip thôi. Khi nào là anh về Phan Thiết á, du lịch thì tôi ưu tiên cho anh một phòng. Nhưng mà tại vì thấy anh là coi như là cô thân độc mã giá vợ con cô, rồi khi nào anh về Phan Thiết tôi để cho anh một phòng, rồi tôi dẫn anh đi du lịch ở Phan Thiết luôn, đi tắm biển nè, Đồ Dương nè, rồi đi ra rồi Hòn Hồng nè, rồi Đồi Cát nè, trượt cát rất là vui, đi xe trượt cát là hết ý luôn. Sáng hôm nay là coi như mình ăn hủ tiếu mời anh, nhưng mà cà phê sáng nay chưa pha, rồi thôi ăn đồ uống nước lã. Chúc sức khỏe gia đình anh nha. Khi nào anh làm cái bài mà của Phi Nhung thì anh gửi lên trên Facebook cho tôi sẽ phổ bài thơ viết về Phi Nhung. Anh em mình tạm biệt ngay đây. Xin chào nha. Ráng ăn cho hết, không ăn hết là phụ lòng bà xã. Chào. Xin cho được khóc một lần, có tấm lòng bao la Phật, bàn tay thiện nguyện ân cần, điệu ru phù sa sông nước, tình người bát ngát mênh mông. Hôm qua Sài Gòn đã khóc, khóc trời nghẹn nghẹn tiếc thương, những con mồ côi của mẹ về đâu lạc lõng vô thường. Phi Nhung, ca sĩ, nàng về bỏ lại quen đi, đứa con cuối trời nấm ruột, bạn bè thân thuộc quá quay. Nàng mang tấm lòng của đi, đi rồi còn lại giọt cắt, mắt buồn, ý thương ngang ngắt, quấn quýt trầm hương lụa là. Thương nàng tài hoa phận bạc, cả đời vất vả đa đoan, thương nàng thương quá độ, xin cho được khóc một lần, xin cho được khóc một lần. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô